kẻ nào dám xâm phạm Long Quốc. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Bốn người các người, mau đi xem rốt cuộc là ai, tại sao lại đến đây. Ai dám làm càn ở Long Quốc của ta? Kẻ nào có mắt như mù, làm phiền ông đây nghỉ ngơi. Thời tiết quái quỷ gì đây, son phấn của bà đây cũng nhòe hết rồi. Hôm nay trời mà không nóng thế này, ta nhất định không tha cho ngươi. Lâu rồi không thư giãn gân cốt, hôm nay tôi muốn xem là kẻ nào có mắt như mù. Các người là ai vậy? Ngươi không đủ tư cách để biết chúng tôi là ai. Ngươi phải đi cùng chúng tôi. Hung hăng quá nhỉ. Nếu tôi nói không thì sao? Chuyện này cũng không đến lượt ngươi quyết định. Ngũ hành chi thuật à? Cũng thú vị đó. Rốt cuộc ngươi là ai? Bí thuật ngũ hành này, tại sao ngươi lại biết? Vì tôi tạo ra nó mà. Khoác lác, đỡ lấy. Coi chừng. Chuyện của đàn ông, cô đừng xen vào. Phối hợp với nhau đi. Chẳng trách dám ở đây làm càn. Thì ra cũng có chút pháp thuật. Xem ra hôm nay người phải đi cùng chúng tôi. Các người không phân trắng đen, đã ra tay với người qua đường như tôi. Tổng quản của các người dạy các người bảo vệ công lý như vậy sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Không có tư cách xét hỏi chúng tôi. Mọi người, bớt nói nhảm với hắn ta đi. Tứ dương trận. Linh lực không đủ, trận đầy lỗ hỏng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đế sư ra tay. Bốn người các người, mau trở về đi. Cái ông già ra cát này, tôi lại sợ ông bà. Rút. Cút hết đi. Lúc nãy trên trời có vật thể rơi xuống, mấy anh em chúng tôi đều nhìn thấy rồi. Đây là địa bàn của Hùng gia. Trên trời rơi xuống một món bảo bối thì cũng thuộc về anh Hùng. Hôm nay các người đừng hòng bước khỏi đây. Mau giao bảo bối đó ra. Này, em gái này cũng dễ thương đó nha. Thân hình tuyệt vời đấy. Tôi đem cô đi hầu hạ Hùng gia, tôi lại có thể lập công lớn rồi. Rốt cuộc cô là ai vậy? Anh chính là người tôi cần tìm. Tôi nói chuyện với hai người đấy. Hai người có nghe không vậy? Hai người điếc hết rồi phải không? Tôi không chấp người phàm. Đền xin thịt nướng cho tôi, rồi mau cút đi. Đền, tôi đền cái đầu cậu. Lên cho tôi. Tay tôi. Hoặc là ăn nó, hoặc là đền xiên thịt nướng cho tôi. Anh trai tôi là người của Hùng gia. Anh dám động đến tôi à? Tôi sẽ khiến anh không thấy được mặt trời mọc. Hùng gia, Thanh Long Điện Vương ở Giang Ninh. Xem ra anh cũng hiểu chuyện đấy. Mau, mau thả tôi ra. Nếu không, Giang Ninh không có đất cho anh dung thân. Ăn. Mày là cái thá gì? Dám gọi tên húy của Hùng gia. Đại ca, cứu tôi, anh ta đánh tôi. Mấy thứ vô dụng. Đông người như vậy, không bảo vệ được em trai tôi. Còn nữa, Hùng gia bảo các người đến xem. Cái gì rơi xuống? Chuyện nhỏ vậy thôi, cũng làm không xong. Đại ca, lúc nãy thứ từ trên trời rơi xuống là cô gái đó. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á.
Em gái à, biết điều chút đi, ngoan ngoãn đi theo tôi. Hôm nay chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn mày, mau thả em trai tao ra. Nếu không phải hôm nay Hùng gia đích thân đến Bình Giang, đặc biệt dặn chúng tôi không gây chuyện, thì cái mạng của anh sớm đã không còn. Anh dám? Anh bạn à, tôi vào sinh ra tử với Hùng gia, còn anh là ai chứ? Anh không có tư cách để biết tôi là ai. Bà nội nó, đúng là không biết thức thời. Lên cho tôi. Chẳng trách lại ngạo mạn như vậy. Thì ra cũng có chút thực lực. Hôm nay tôi sẽ cho anh nếm mùi. Anh đợi đó cho tôi. Tôi là thủ lĩnh mà Hùng gia nâng đỡ. Anh dám động vào tôi, Hùng gia nhất định nghiền anh ra thành trăm mảnh. Cứ cho là chú Hùng đích thân đến gặp tôi đi, thì cũng phải quỳ xuống. Hùng gia sắp đến rồi, tôi xem anh còn diễn được đến khi nào. Hùng gia, thằng nhóc, Hùng gia đến rồi, chuẩn bị dọn xác đi. Thứ tôi muốn đâu? Hùng gia, đều do thằng nhóc này phá đám. Hùng gia, thân là một thủ lĩnh, chuyện nhỏ này cũng không làm được. Xem ra vị trí thủ lĩnh này cần phải đổi người rồi. Tôi cũng muốn xem thử. Ở Bình Giang này, ai dám cướp đồ của chú Hùng tôi? Tín vật của đế sư. Cung nhanh dịp đế sư. Đế sư xuất sơn, khắp nơi đều vui. Ngàn thu trăm tuổi. Hùng gia, chuyện này là suýt nữa liên lụy tôi rồi. Còn không mau quỳ xuống cho tôi. Chú Hùng, ông bây giờ cũng hoài phong quá đấy. Đế sư tha mạng, thuộc hạ không dám. Còn nhớ lúc đó tôi để ông tiếp quản tập đoàn Thịnh Giang như thế nào không? Thuộc hạ luôn tuân theo lời của đế sư, quản người của ông cho tốt. Nếu tôi đưa ông lên ngồi vào vị trí đó được, tôi cũng có thể khiến ông một đi không trở lại. Vâng. Người đâu? Đưa cái tên có mắt không tròng này biến mất khỏi mắt tôi. Hùng gia, Hùng gia tha mạng. Hùng gia. Diệp đế sư. Đế sư. Đế sư. Cô theo tôi làm gì? Chủ nhân, tôi là Ngô Tuyết, là một sản phẩm thông minh siêu cấp vũ trụ mà anh đã tạo ra trong tương lai, có thể tùy ý biến đổi thành nhiều loại sản phẩm. Tôi xuyên không về để giúp anh. Đây là ngọc bội của anh. Anh của tương lai đã cho tôi làm tín vật. Cô có thể có ngọc bội này chứng minh những gì cô nói là thật. Nhưng cô nói cô từ tương lai đến giúp tôi. Đúng thưa chủ nhân, bây giờ tôi đang ở hình dạng con người, có cảm xúc thật của con người, tôi thuộc về anh. Hơn nữa, anh muốn làm gì cũng được. Chuyện đó thì tôi có nói cô đến đây làm gì không? Nếu bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến lịch sử của thế giới này. Nhưng nhiệm vụ của tôi bây giờ là bảo vệ anh trước những người xấu của thế giới này. Đừng nói làm hại tôi. Bọn họ mà dám bước vào Long Quốc nửa bước, tôi nhất định cho họ tan thành cho bụi. Nhưng mà thôi đi, lần này tôi đến Bình Giang chủ yếu có hai việc chính. Thứ nhất, báo đáp ân tình mà Triệu lão gia đối với tôi, cưới cháu gái ông ấy, Triệu An Nhiên. Thứ hai, chúc mừng sinh nhật vợ ông ấy. Mặc dù ông ấy đã qua đời, nhưng chuyện xong hỉ lâm môn này tôi vẫn phải chuẩn bị quà mừng, nhưng lại không muốn quá lộ liễu. Đế sư. Đế sư. Thuộc hạ biết đế sư không thích khoa trương. Đây là bộ quần áo được thiết kế riêng, trị giá 1 triệu, đặc biệt là không có bất kỳ nhãn mác nào. Được. Đế sư. Tôi có một câu muốn hỏi anh, cứ nói đi, đều là người nhà cả thôi. Việc xây dựng khu biệt thự Bình Giang với điều kiện này của tập đoàn Hải Thiên không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Sao anh lại? Triệu lão gia có ơn với tôi, nhưng lão Thái Quân lại là người xem trọng lợi ích. Nếu như cho họ biết thân phận của tôi, họ chỉ muốn nhiều hơn thôi. Gia thế của Triệu gia không đủ sức cho họ trèo lên cao như vậy. Nếu không làm vậy, sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, tan nhà nát cửa. Triệu lão gia chính vì nhìn thấu điều này, cho nên trước khi qua đời liên tục dặn dò tôi, muốn tôi đảm bảo Triệu gia
không thiếu cơm ăn áo mặc. Vâng, tôi hiểu rồi. Đế sư, ngày mai là ngày đại hôn của anh, cũng là sinh nhật của Triệu Lão Thái Quân. Tôi cũng nghe nói các đại gia tộc khác đều đã chuẩn bị quà mừng, chúng ta có cần. Bình thường tôi cũng không thích mấy thứ tầm thường, nhưng mà vì Lão Thái Quân và An Nhiên thì tôi cũng chuẩn bị một phần quà mừng vậy. Thuộc hạ đã rõ. Ngô Tuyết, ngày mai tôi đến đó, cô đi theo cũng không tiện lắm, cô cứ theo Chu Hùng trước đi. Chủ nhân không cần lo lắng, tôi đã có cách. Không phải chứ, cô ấy đâu rồi? Cái này, cô ấy không phải là người hả? Đi thôi, đến tiệc của Lão Thái Quân. Được, thưa chủ nhân. Ngô Tuyết, sau khi đến đó, cô giúp tôi đi lấy quà mừng. Vâng. Kính thưa quý vị quan khách, đến với buổi tiệc hôm nay đều là các vị có danh tiếng và địa vị tại Bình Giang. Với tình cảm này của mọi người, Triệu Dương Huy tôi sẽ nhớ mãi trong lòng. Tiếp theo, xin mời Lão Thái Quân lên phát biểu vài câu. Chào mọi người. Được rồi. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà còn để chúc mừng Tập đoàn Hải Thiên trúng thầu dự án xây dựng khu biệt thự. Chúc mừng Triệu Lão Thái Quân. Dự án này là dự án lớn, trị giá hơn 50 tỷ. Sau này Triệu gia sẽ sánh ngang với đệ nhất thế gia. Anh Minh Dương, sau này Triệu gia phát lên rồi, đừng quên tôn gia nhà em nhé. Tất nhiên rồi. Nào chúng ta cùng nâng ly. Trước tiên chúc Lão Thái Quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chúc Lão Thái Quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bà nội, cố thiếu gia nghe nói hôm nay là sinh nhật bà, đặc biệt chuẩn bị một món quà mừng. Anh ấy còn chuẩn bị cho Triệu gia chúng ta một bất ngờ lớn đấy. Phụ quý chúc Lão Thái Quân sớm lâu trăm tuổi, chuẩn bị chút quà mừng, hy vọng Lão Thái Quân sẽ thích. Được lắm. Các con đều lớn hết rồi, càng ngày càng khiến người ta yêu thương hơn mà. Không giống một số người như con đĩa hút máu vậy. Mang tất cả quà lên đây. Quà mừng cố thiếu gia tặng Lão Thái Quân: một viên đá mắt mèo cực phẩm trị giá 200 triệu, một chuỗi cứu nhãn Thiên Châu trị giá 300 triệu, một giọt tinh hoa thiên điện trị giá 1 tỷ. Thật không hổ danh là cố công tử, tiện tay chọn vài món quà thôi mà giá trị lên đến 1 tỷ. Đá mắt mèo thông thường chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, đá lớn thế này quả là hiếm có khó tìm. Đúng vậy, viên đá này đến từ Sri Lanka. Đá mắt mèo ngọc lục bảo thượng hạng, thế giới này chỉ có một viên duy nhất. Viên mắt mèo ngọc lục bảo này là cha tôi có cơ duyên thỉnh về, có công dụng thu hút tài lộc. Từng có người đề nghị mua lại với giá 200 triệu, nhưng cha tôi từ chối, chỉ để tặng cho Lão Thái Quân. Chuỗi cứu nhãn Thiên Châu này do Đức Phật Bồ Đề ban cho, tăng cường phúc khí cho người đeo, có thể xui đuổi tà ma và phòng trừ tai họa, bảo vệ Lão Thái Quân tai qua nạn khỏi. Này Diệp Thành, hôm nay là sinh nhật bà nội, đừng nói quà anh cũng không mang theo nha. Kẻ lừa gạt như anh ta thì có thể tặng quà gì quý giá chứ. Món quà của tôi quá đắt, vẫn đang trên đường đến. Không có thì nói không có. Lý do khó tin vậy, anh nghĩ mọi người ở đây ai mà không biết, anh ta chỉ là một con chó ăn bám thôi. Anh ta có thể tặng được gì chứ? Ăn bám thì mãi là ăn bám thôi. Đừng có nói khoác. Diệp Thành, không có tiền mua quà thì cứ nói, tại sao lại ở buổi tiệc của bà? Nói dối như thế. An Nhiên, không phải tôi nói rồi sao? Món quà của tôi đang trên đường đến, anh còn ngụy biện, tôi đã nhìn nhầm anh. Bà nội nói không sai, anh chính là cục đá cản đường tôi. An Nhiên, cô không tin tôi. Đúng vậy, anh là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công của tôi. Những người khác thì bỏ đi, ngay cả cô cũng vậy. Cóc kẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, chỉ có cố thiếu gia mới đủ tư cách cưới chị tôi thôi. Anh là cái thá gì chứ? Minh Dương, không thể nói như vậy được. Diệp Thành này ở Triệu gia sống còn không bằng con chó, không thể tặng được quà gì cũng bình thường thôi. Cố thiếu gia nói không sai, nghe nói tên Diệp Thành này chẳng được tích sự gì, không có chí tiến thủ, càng ngày càng giống một con chó bám giết Triệu gia, ăn bám không thôi. Như những gì anh nói, tôi thấy Diệp Thành này cũng thông minh đấy. Ở Triệu gia sống không thiếu thứ gì, nếu rời khỏi Triệu gia vậy chẳng phải giống như chó hoang đi trộm đồ ăn sao? Cũng không biết Triệu lão gia nghĩ gì. Bây giờ xem ra cố thiếu gia này có dụng ý khác. Cố thiếu gia, hai món quà đó của anh đã là thứ hiếm có khó tìm rồi à? Món thứ ba này thật không ngờ lại là một thứ được gói sơ sài như vậy. Anh cũng không nên đùa cợt Lão Thái Quân như thế chứ. Đồ ăn bám này còn dám chất vấn cố thiếu gia, đây là thứ chưa từng thấy trên đời, thứ mà cố gia tôi tặng anh cũng không thể sánh bằng. Đúng là vô học, thật là quá ngông cuồng. Món quà thứ ba này rất đặc biệt, bởi vì không phải ai ở đây cũng đều có thể có được. Giọt tinh hoa này là từ chỗ của đế sư. Cố thiếu gia, anh nói là vị đế sư có thể giúp người khác hồi sinh sao? Diệp đế sư, đúng vậy, chính là nó. Kể cả những người đứng đầu yến kinh cũng phải cúi đầu trước Diệp đế sư. Phú quý,
Cái này thật sự có liên quan đến Diệp Đế Sư đó sao? Lão Thái Quân thật tinh tường, đây chính là tinh hoa trời đất mà Diệp Đế Sư đã tinh luyện thành. Tinh hoa trời đất. Lão Thái Quân, một giọt tinh hoa này thôi có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm. Diệp Thành, anh cười cái gì chứ? Tôi cười cái gì hả? Cái này chỉ là một giọt tinh hoa đã bị pha loãng mà thôi. Diệp Đế Sư mà đến cũng không dám nói tăng tuổi thọ 50 năm đâu. Anh cũng khô môi múa mép quá đấy. Rời mất rồi. Đồ bất hiếu, đồ phế vật. Anh có biết nó trị giá bao nhiêu không? Thứ hiếm có khó tìm như vậy. Diệp Thành, không có quả cũng không sao. Anh còn như vậy hơn thua với người ta sao? Đồ không biết điều. Dựa vào Triệu gia, nếu không thì anh cũng không chen chân được vào giới thượng lưu. Hôm nay để tôi cho anh biết tôi lấy mạng chó của anh thế nào. Người đâu? Sự anh ta. Cố thiếu gia, anh không sao chứ? Diệp Thành, tôi nhất định cho anh biết tay. Anh là đàn ông mà nấp sau lưng phụ nữ, đáng mặt sao? Diệp Thành, em gái nhỏ bên cạnh anh không chỉ đánh cố thiếu gia, anh còn lỡ tay phá vỡ linh dịch do Diệp Đế Sư tinh luyện. Nếu đắc tội với Diệp Đế Sư, đầu của hai người cũng không đủ xoa dịu cơn giận của Diệp Đế Sư đâu. Bọn ngu xuẩn có mắt như mù. Các người xem đây là cái gì? Cô đừng nói, cái lọ này cũng là linh dịch được Diệp Đế Sư tinh luyện nha. Đúng vậy. Ai mà không biết, linh dịch mà Diệp Đế Sư tinh luyện chỉ một giọt nhỏ như hạt vừng có thể miễn nhiễm mọi độc tố. Cô đem cái lọ đó ra, tưởng chúng tôi là kẻ ngốc sao? Cái này chắc chắn là giả. Bà nội không thích anh, anh hạ độc vào đó. Muốn hại bà nội sao? Cái gì? An Nhiên, tôi nói cái này là thật. Cô có tin không? Diệp Thành, anh muốn tôi tin như thế nào? Tôi vốn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, nhưng anh làm tôi thất vọng quá. Với khả năng của tôi trong giới kinh doanh Giang Ninh, sau này cũng sẽ có chỗ đứng. Còn anh chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn gây rắc rối cho tôi thôi. Anh có thể giúp được gì cho tôi chứ? Với năng lực của cô thật sự nghĩ rằng với năng lực của cô có thể có được vị trí như hôm nay sao? Nếu không có tôi luôn âm thầm giúp đỡ sau lưng các người, Triệu gia các người đến bây giờ chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ bé, xếp không nổi vào hàng thứ ba. Anh cũng quá tự cao rồi. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Anh thấy đồ trang sức của An Nhiên không? Tôi đã chi 50 triệu để tặng cho cô ấy. Còn anh, cả đời này cũng không mua nổi. Anh chẳng qua cũng chỉ là tên ngốc lắm tiền thôi. Anh, nếu không phải Triệu lão gia có ơn với tôi, anh và cả các người nữa, đủ tư cách gặp tôi sao? Anh cũng không xem lại mình là cái thá gì chứ, mà dám ăn nói hàm hồ. Chuyện đến nước này rồi, tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, Diệp Thành sẽ bị đuổi khỏi Triệu gia, xóa bỏ hôn ước với An Nhiên. Triệu gia chúng tôi sẽ chọn ngày liên hôn với Cố gia, chung tay gây dựng đại nghiệp. Chủ nhân, tôi sẽ xử lý bọn họ. Chủ nhân, Diệp Thành, anh vì sĩ diện của mình cũng hao tâm tổn sức quá đó, còn thuê diễn viên đến đây diễn nữa. An Nhiên, cô chọn anh ta thật sao? Sao? Không phục à? Được, anh mở mắt to ra mà nhìn. Hôm nay, tôi cho anh biết vị trí của anh thật sự ở đâu. Vào đi. Tập đoàn Thịnh Giang chúc lão Thái Quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lão Thái Quân, đây là quà cưới của Cố thị chúng tôi. Để tôi thay mặt nói nhé. Lão Thái Quân, tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Giang. Rút ra chỗ khác đi, đừng làm dơ mắt Tiền Tổng. Tiền Tổng, anh ta chẳng qua chỉ là con chó đi theo Chu Hùng thôi, nhưng trong mắt các người lại trở thành quý nhân, cũng buồn cười đấy. Hỗn sự, nói năng bừa bãi, anh không muốn sống cũng đừng liên lụy đến Triệu gia. Tôi liên lụy đến các người, thứ tôi có thể cho Triệu gia các người nhiều hơn các người nghĩ đấy. Vớ vẩn. Phim được dịch, thuyết minh. Anh là tên vô dụng, ăn bám Triệu gia phải không? Chờ một chút. Cái này ở đâu ra vậy? Để Tiền Tổng chê cười rồi. Cái lọ đó là do tên rác rưởi này đem đến. Tôi lập tức bảo người ta vứt đi. Đợi đã, Tiền Tổng, cái này là linh dịch thật. Đây là thật sao? Không thể nào. Đám người các người có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đây là chủ nhân nhà tôi tự mình. Một lũ ếch ngồi đáy giếng, không xứng để biết thân phận của tôi. Gan anh cũng lớn quá đấy.
đây là báu vật của Hùng gia, tập đoàn Thịnh Giang, anh cũng dám trộm sao? Cái gì? Diệp Thành, tôi vẫn luôn nghĩ anh là người thật thà, không ngờ vì sĩ diện của mình mà anh đi trộm đồ như thế. Anh ta chỉ là con chó, đi theo chân Chu Hùng, anh ta nói gì các người cũng tin sao? Tên của Hùng gia, không phải anh muốn gọi là gọi. Cho dù Chu Hùng đến, cũng phải quỳ xuống nói chuyện với tôi. Anh là cái quái gì chứ? Anh không muốn sống nữa à? Người của Hùng gia cũng dám đánh tên Diệp Thành này, không còn đường sống nữa. Diệp Thành, anh điên rồi sao? Đồ khốn, anh không muốn sống, cũng đừng kéo Triệu gia xuống chung. Lão gia, sao ông để lại cho nhà chúng ta một tai họa lớn thế này? Đồ khốn, dám động vào tôi. Tôi thấy Triệu gia không muốn sở hữu quyền phát triển dự án khu biệt thự. Đồ rác rưởi như anh, có biết là lần này Triệu gia có thể trúng thầu là do Tiền tổng hậu thuẫn không? Bây giờ anh làm vậy, có xứng với ân huệ mà Triệu gia đã cho anh không? Anh ta sao? Được. Vậy để tôi nói cho các người biết, nếu không có tôi thì Hùng gia của mấy người cũng không có ngày hôm nay. Các người cũng không có tư cách đứng ở đây. Triệu gia các người có thể có được dự án này vì người khởi xướng dự án này chính là tôi. Diệp Thành, anh có biết bản thân mình nói gì không? Đúng là nực cười. Theo như anh nói, vậy chỉ cần anh ra lệnh, Thành Long điện chủ Hùng gia cũng phải cúi đầu trước anh sao? Ông ta thích quỳ xuống nói chuyện với tôi, dám bất kính với Hùng gia. Diệp Thành, người không muốn sống nữa thì cút đi chỗ khác, đừng liên lụy Triệu gia chúng tôi. Tiền tổng, tên khốn này không có liên quan gì đến Triệu gia. Anh ta tự cao tự đại, đắc tội với Hùng gia, tôi nhất định không tha cho anh ta. Đồ khốn, anh mạo phạm Tiền tổng, bất kính với Hùng gia. Bây giờ anh lập tức quỳ xuống tạ lỗi, Triệu gia chúng tôi sẽ xem xét cho anh một con đường sống. Kêu tôi quỳ xuống, Triệu gia các người không xứng. Anh, vậy tính luôn Cố gia tôi đi. Cố gia thì có nghĩa lý gì chứ? Chỉ cần chủ nhân muốn, hôm nay Cố gia các người sẽ biến mất khỏi Bình Giang. Xóa bỏ Cố gia tôi sao? Đồ não úng, xem phim nhiều quá rồi phải không? Cố gia tôi uy phong ở Bình Giang này hơn trăm năm nay, không ai dám động vào. Bây giờ còn có sự ưu ái của đế sư, tương lai chắc hẳn một bước lên mây. Ngay cả tỉnh Giang Ninh này, Cố gia cũng sẽ có chỗ đứng. Còn anh, chỉ biết ở đây nói chuyện viễn vông. Ngô Tuyết, báo cho Chu Hùng, trong vòng 3 phút tôi muốn Cố gia không còn chỗ đứng nữa. Còn nữa, bảo ông ta đến đây gặp tôi ngay, cho ông ta thấy thuộc hạ của ông ta oai phong như thế nào. Vâng chủ nhân. Thứ phế vật, cua môi múa mép, dựa vào anh còn muốn ra lệnh cho Hùng gia đến đây ngay. Anh đừng quên, bây giờ anh không còn là người của Triệu gia. Triệu gia chúng ta sắp trở thành đệ nhất thế gia rồi. Anh thật sự nghĩ mình còn có thể hô mưa gọi gió sao? Góc kẻ biến thành phượng hoàng sao? Đệ nhất thế gia, có Tiền tổng đây, dự án này chúng tôi có được là cái chắc. Bây giờ thì chúng tôi xử lý cậu trước. Diệp Thành, anh vẫn chưa quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với Tiền tổng à? Nếu không thì đừng trách Triệu gia ra tay tàn bạo. Tôi đã nói rồi, các người không đủ tư cách. Vậy Tôn gia thì sao? Tôn gia tôi nguyện giúp anh Minh Dương một phần sức. Tôn gia đứng về phía Triệu gia, vậy Nguyễn gia tôi cũng đứng về phía Triệu gia. Lý gia tôi cũng thế, còn có Vương gia nữa. Diệp Thành, vẫn chưa chịu quỳ sao? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, các người đều là thứ rác rưởi mà thôi. Diệp Thành, bây giờ anh đang khiêu khích tất cả thế lực ở Bình Giang sao? Vậy thì sao? Anh sẽ không có đường sống đâu. Kẻ phàm mà muốn thần khuất phục. Nực cười, người đâu? Bắt anh ta quỳ xuống. Chủ nhân mà ra tay, các người đều không có chỗ dung thân. Thật không ngờ, diễn viên mà tên phế vật này thuê cũng giỏi đánh đấm đấy. Em gái à, tên này cho cô bao nhiêu? Cô đi theo tôi trả gấp 10. Em gái này đẹp hơn Triệu An Nhiên nhiều, thân hình cũng tuyệt, chắc chắn thú vị hơn. Bà cô Triệu An Nhiên đó, đợi sau khi tôi lấy hết tiền của Triệu gia sẽ đá cô ta đi, vui vẻ cùng em gái nhỏ này. Phú Quý, con đang nói gì vậy? Không phải con nói. Cô Phú Quý, anh khiến tôi thật sự ghê tởm. Tôi nhìn nhầm rồi. An Nhiên, nghe anh giải thích đi. Đồ hèn nhát, vô dụng. Ngươi mà cũng dám so sánh với chủ nhân của ta. Là cô, chắc chắn là cô giả giọng để hại tôi. Triệu An Nhiên, cô thấy thế nào? Tôi thật lòng đối đãi với cô, cô lại làm ngơ. Người khác mưu tính hại cô, cô lại nâng như nâng trứng. Triệu An Nhiên, cô ngốc đến mức không thể tả nổi. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Cho đến bây giờ, cô vẫn cho rằng Triệu gia do cô xoay chuyển tình thế, cứu vãn được sao? Không phải tôi, chẳng lẽ là anh? Đúng vậy, là tôi. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, ban đêm cũng không ngủ. Mỗi một dự án do chính mình mà lấy được, có liên quan gì đến anh chứ? Chị, phí lời với anh ta làm gì? Rượu ngon đấy, cảm ơn nhé. Người đâu, bắt lấy anh ta, xông lên cho tôi. Phim được dịch Triệu An Nhiên, có một số việc không phải nhờ vào nỗ lực mà có thể có được.
Giống như lúc này, không một ai có thể lay động quyết định của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và Triệu gia các người, đường ai nấy đi, sau này các người thế nào cũng không liên quan đến tôi. Chẳng trách ngạo mạn như thế, thì ra là tìm được cao thủ võ thuật. Hành động đi. Tôi khuyên các người, đừng chán sống nữa. Diệp Thành, anh làm tôi mất mặt. Hôm nay anh biết tay tôi, còn đứng đó làm gì? Lên cho tôi. Dừng tay. Chính là tên khốn này dám động vào Cố gia chúng ta. Cái thằng ăn hại, vô tích sự. Cha, còn biết tôi là cha anh à? Anh có biết đã gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối không? Rắc rối, anh có biết ai là người đứng sau Triệu gia không? Hôm nay gây chuyện ở buổi tiệc này đã chọc giận anh ta. Ai chứ? Chính là đế sư. Ông trời có mắt, phù hộ cho Triệu gia ta. Đồ ăn hại, có đế sư che chở cho Triệu gia, tôi xem anh quỳ hay là không quỳ đây. Ngu ngốc, vì cái thằng vô dụng này mà gây rắc rối ở tiệc mừng của lão thái quân, không phải tôi bảo chỉ đến rạng ngõ thôi sao? Còn cái thằng vô tích sự này, vì anh mà hại cả Cố gia, sự nghiệp tan tành, xong đời Cố gia rồi. Triệu lão thái quân, kính mong bà trước mặt đế sư cầu xin cho chúng tôi. Anh Cố, chúng tôi muốn diện Cố gia khi nào chứ? Không phải do thằng con trời đánh này hôm nay gây chuyện ở đây đắc tội với đế sư sao? Tôi, chúng tôi cũng chưa từng gặp qua đế sư, nói chi là tức giận gì chứ. Vậy Hùng gia, anh ấy chắc chắn là do tên khốn này bất kính với Hùng gia, gây họa cho Cố gia các người. Tôi mặc kệ anh là ai, anh hôm nay không còn mạng bước ra khỏi đây đâu. Chu Hùng vẫn chưa đến sao? Đã thông báo ông ấy rồi, sẽ đến ngay thôi. Không biết xấu hổ, còn dám gọi tên Hùng ra sao? Cha, anh dám đánh cha tôi. Chủ nhân của tôi nhân nhượng các người, đủ lắm rồi, đừng có đục nước mà làm tới. Diệp Thành, bây giờ Triệu gia có đế sư che chở, chẳng lẽ cả đế sư anh cũng bất kính sao? Đế sư thì sao, có thể quản được tôi không? Hỗn sự, còn dám xúc phạm đế sư. Và miệng. Vợ, anh dám đánh mẹ tôi, tôi liều mạng với anh. Tất cả xông lên. Dừng tay. Kim Lục Dực, Quyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim Châu Á. Tôi xem ai dám làm càn. Hùng gia, Hùng gia, sao anh lại đến đây vậy? Bái kiến Hùng gia, bái kiến Hùng gia. Đứng lên đi. Diệp Thành, còn không mau quỳ xuống bái kiến Hùng gia. Chỉ có ông ta bái kiến tôi. Không biết tốt xấu, người hôm nay anh đắc tội là người mà cả đời này anh phải kính trọng. Nếu như Hùng gia mở miệng nói một câu, anh vẫn còn một con đường sống. Không cần. Anh còn giả vờ đến khi nào đây? Sĩ diện quan trọng hay là mạng sống quan trọng hơn đây? Bây giờ anh bị bà đuổi khỏi Triệu gia, anh không còn chỗ dựa nào nữa. Anh không hiểu sao chuyện đến nước này, mạng anh cũng không cần phải không? Triệu An Nhiên, mặc dù tầm nhìn của cô hạn hẹp, nhưng vì cô vẫn quan tâm đến mạng sống của tôi, hôm nay tôi sẽ tha cho Triệu gia một lần. Bỏ đi, không cần phí lời với loại người như anh. Gan của các người cũng lớn lắm, đúng không? Không ngờ khiến đế sư tức giận như vậy. Hùng gia, anh đừng giận. Chúng tôi đang tính xử lý tên khốn này. Tên khốn? Đúng vậy, chúng tôi nhất định không để anh ta sống sót ra khỏi đây. Được lắm, các người quả thật rất hùng hổ. Thằng quỷ này, quỳ xuống. Hùng gia, anh tha cho Cố gia chúng tôi đều do thằng con trời đánh này, tôi cũng đã giáo huấn nó rồi. Nhờ anh nói vài lời tốt đẹp giúp tôi trước mặt đế sư, tha cho chúng tôi một con đường sống. Hùng gia, do tên khốn đó bất kính với ông trước, tôi vừa dạy dỗ anh ta, tôi không cố ý mạo phạm Triệu gia. Hùng gia, con tôi không biết Triệu gia được đế sư hậu thuẫn, cũng không cố ý chọc giận đế sư. Đúng vậy, Hùng gia, chúng tôi ăn gan hùng cũng không dám làm vậy nữa. Hùng gia, sự thật đúng là như vậy. Đúng vậy Hùng gia, tất cả là do tên khốn này phá hỏng buổi tiệc. Hôm nay hôn ước đã bị hủy,
Đứa bất hiếu này cũng bị đuổi ra khỏi Triệu gia rồi. Nó bây giờ tùy ý anh quyết định. Cái gì? Đuổi ra khỏi Triệu gia? Hùng gia bớt giận. Anh ta đắc tội với đế sư. Tối nay chúng tôi nhất định không tha cho anh ta. Đúng vậy, Hùng gia, chúng tôi sẽ giúp ông chút giận. Hùng gia, người của anh, ai nấy đều hết sức hùng hổ đó nha. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Còn dám vô lễ với Hùng gia. Anh ăn bám Cố gia, chẳng qua cũng chỉ là một con chuột kẻ. Từ cống chui lên thành con chó trong cửa Triệu gia mà thôi. Còn mạnh miệng nói tiêu diệt Cố gia. Anh mà so với tôi, mấy kiếp nữa cũng không sánh kịp. Cố gia chúng tôi, anh chỉ xứng xách dép thôi. Hùng gia, quá quắt hơn nữa. Lúc nãy anh ta còn dám kêu thẳng tên của ông. Hùng gia, chỉ như đó thôi, đủ để anh ta tiêu đời rồi. Phải, Hùng gia, Cố gia chúng tôi sẽ cùng chung sức. Hùng gia, không chỉ vậy, anh ta còn trộm linh dịch mà đế sư cho anh. Hùng gia, tên khốn này, trộm linh dịch của ông. Triệu gia chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ với ông. Được, vậy thì các người cho tôi một lời giải thích đi. Hùng gia, tôi sẽ giúp ông xử lý anh ta. Hùng gia, ông câm miệng. Hùng gia, ông muốn tự mình ra tay phải không? Một khi Hùng gia nổi giận, máu tuôn ngàn dặm, anh xong đời rồi. Diệp Thành, anh còn không mau tạ lỗi đi. An Nhiên, tên súc sinh này không còn liên quan gì đến Triệu gia chúng ta nữa. Con cũng đừng chuốc họa vào thân. Bài kiến anh Diệp. Bài kiến anh Diệp. Hùng gia này, mấy con chó theo chân ông, bảo tôi quỳ xuống bái kiến ông. Chu Hùng không dám, xin anh Diệp trách phạt. Hùng gia, có nhầm lẫn gì không? Anh ta là tên ăn bám Triệu gia, một tên vô dụng mà thôi, vậy sao? Nghịch tử, mau quỳ xuống. Thì tốt giữ xe à? Hùng gia, tôi có tội. Cố gia chúng tôi có tội. Đều do đứa con này có mắt không tròng đắc tội với ông. Cha, đừng có kêu tôi là cha. Còn không mau tạ lỗi với Hùng gia và anh Diệp đi. Nếu không, Cố gia chúng ta coi như xong đời rồi. Vì con mà xong đời sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con không biết mình đã gây ra chuyện gì sao? Con làm phải xử anh ta. Phải xử anh ta. Mẹ nó, tôi đang cứu anh đấy, anh Diệp. Tội của cha con tôi không thể tha. Xin anh trách phạt. Trách phạt? Tôi có quyền phạt các người sao? Cố thiếu gia cũng nói rồi, tôi chẳng qua chỉ là một tên ăn bám. Anh Diệp, anh bớt giận. Cố gia chúng tôi tùy anh xử lý. Xử lý sao? Vậy tôi càng không dám. Cố gia sừng sững trăm năm, bây giờ còn có Hùng gia hậu thuẫn, tương lai sẽ có chỗ đứng vững chắc ở tỉnh Giang Ninh này. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một con chuột ghẻ dưới cống mà thôi. Dù có trèo cao bám vào Triệu gia thì cũng chỉ là con chó canh cửa mà thôi. Cố gia, cả đời này tôi chỉ có thể xách dép thôi. Cố gia các người oai phong lẫm liệt mà, chẳng lẽ Cố gia ta tới đây là hết rồi sao? Anh chẳng qua chỉ là con chó mà Triệu gia nuôi thôi. Mấy người các người không biết nhìn xa trông rộng, xử anh ta cho tôi. Xông lên. Diệp Thành, anh có ý gì đây? Anh ngụy trang nhiều năm như vậy chỉ để hôm nay khiến tôi vẻ mặt phải không? Sao anh không nói ra sớm hơn? Đằng sau anh còn có Hùng gia chống lưng. Nếu từ đầu anh nói ra, có lẽ chuyện này cũng không thành ra thế này. Từ đầu tôi đã nói, chỉ cần cô tin tôi là được. Tôi nói linh dịch đó là thật. Cô tin à? Tôi nói không có sự hậu thuẫn của tôi, Triệu gia các người không có được ngày hôm nay, cô tin sao? Tôi nói dự án 50 tỷ nóng phỏng tay ở Bình Giang do một tay tôi sắp xếp, cô tin tôi à? Trong lòng cô, tôi chỉ là một người thích ăn bám, sĩ diện hão huyền mà thôi. Không có Diệp Thành tôi, Triệu gia các người sớm đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nếu không phải năm đó Triệu lão gia có ơn với tôi, các người hả, không xứng đứng trước mắt tôi. Diệp Thành, là do tôi không đúng. Anh Diệp, Triệu gia có mắt như mù, anh đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi lần này. Anh Diệp, anh rộng lượng tha cho Triệu gia chúng tôi. Đúng vậy, nể tình cảm giữa cậu và An Nhiên, một người bị Triệu gia đuổi ra ngoài như tôi,
Làm sao xứng nói chuyện tình cảm với Triệu gia các người? Diệp Thành, Tôn gia tôi cũng do Cố gia và Triệu gia lôi kéo vào chuyện này. Nếu như anh đồng ý bỏ qua cho Tôn gia, tôi nguyện lấy thân đền đáp. Cô Hà, dù sao thì bây giờ anh và chị An Nhiên vẫn chưa kết hôn, vậy giờ tôi cướp anh thì có gì không được chứ? Luận về nhan sắc, ngoại hình hay gia thế, tôi có gì không bằng Triệu An Nhiên chứ? Tôn Minh Trang, cái đồ chơi chẽ này, tôi đánh giá tình hình thôi, không được sao? Anh, nếu như anh không để ý, con gái nhỏ nhà tôi cũng chưa kết hôn. Mong anh Diệp nhẹ tay với vương gia tôi. Các người xứng sao? Diệp Thành, anh như vậy là có ý gì đây? Ý tôi là các thế gia có mặt ở đây, hãy tự tuyên bố phá sản. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến trốn lao sao? Đùa hay gì vậy? Cô nghĩ tôi đang đùa à? Diệp Thành, anh biết nhiều chút đi, lên mặt gì chứ? Nếu không phải hôm nay vì Hùng gia ở đây, anh cho rằng các thế gia khác muốn liên hôn với anh sao? Thật sự cho mình là người có máu mặt sao? Phải, đúng vậy. Hào môn chúng ta đông như vậy, cứ cho là anh có Hùng gia bảo kê thì có thể làm gì nữa? Ở Bình Giang này, anh là hổ thì cũng phải nằm dưới chân tôi. Anh có là rồng thì cũng phải cuộn tròn lại cho tôi. Phản hết rồi. Các người có biết các người đang nói chuyện với ai không? Hùng gia. Ở cả tỉnh Bình Giang này, chúng tôi đều rất tôn trọng Hùng gia. Còn tên Diệp Thành này, hành sự thì quá đà. Ông cũng thấy rồi đó. Chúng tôi không còn cách nào, huống chi Triệu gia tôi. Còn có đế sư che chở, các người chán sống hết rồi. Hùng gia, ông thật sự bảo vệ tên Diệp Thành này sao? Biết điều mà tự công bố phá sản hết đi, thì còn có con đường sống. Tôi mà tiến thêm bước nữa thì các người khó giữ mạng đấy. Chu Hùng, trước kia cha mẹ cậu đến cũng phải nể mặt bà già này. Hôm nay hậu bối như cậu đối đầu với các liên minh thế gia ở Bình Giang này như vậy, cậu có chắc là có thể bảo vệ được tên Diệp Thành đó không? Ngoài ra, mọi người đừng quên rằng Triệu gia chúng tôi có đế sư hậu thuẫn. Đúng vậy, có đế sư hậu thuẫn thì sợ gì chứ? Nguyễn gia và Triệu gia cùng chung chiến tuyến, còn có vương gia cùng Triệu gia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lý gia tôi toàn lực ủng hộ Triệu gia. Chuyện này cũng không thiếu được Tôn gia tôi. Tôn gia tôi nguyện góp chút sức cho anh Minh Dương. Tốt, Cố gia cùng với Triệu gia và cùng các hào môn thế gia khác liên thủ lại chống lại Hùng gia, xử lý Diệp Thành. Chống lại Hùng gia, xử lý Diệp Thành. Chu Hùng, do anh không biết thức thời chăm chăm bảo vệ tên khốn này, vậy thì đừng trách tôi đây. Không để tình xưa lấy oán báo ơn, tự mình tạo nghiệp. Triệu gia mà không có anh Diệp đã tan nhà nát cửa từ lâu rồi. Năm xưa Triệu lão gia các người cũng không dám nói vậy với anh Diệp. Lão gia nhà tôi cũng không còn nữa. Mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi. Một đám người vong ơn phụ nghĩa, dựa vào các người cũng không xứng là kẻ thù của anh Diệp. Mèo mà đòi trèo cây cao, các người quả thật không biết tốt xấu. Diệp Thành, không phải lúc nãy anh tỏ vẻ lắm sao? Sao giờ lại im rồi? Được lắm. Đã như vậy thì để tôi xem ai dám động vào người đàn ông của Yến Nhã Thanh tôi. Là cô ấy. Ba ngày trước, giúp chúng tôi với. Giúp chúng tôi với. Tiểu thư. Tiểu thư, làm ơn giúp chúng tôi với. Này, anh làm gì thế? Tiểu thư, mạn phép hỏi tiểu thư, cô là Yến gia ở Kinh à? To gan. Thân phận đại tiểu thư Yến gia chúng tôi, loại người tầm thường như anh cũng có tư cách chất vấn sao? Hoang đường. Yến gia là một trong ba gia tộc lớn nhất Yến Kinh. Tương truyền huyết mạch tổ tiên lưu truyền đến nay,
Ai mà không biết, con cháu Yến gia ở tầng lớp nào cũng đều xuất sắc vượt trội. Sao có thể đến Bình Giang này chứ? Tiểu thư nhà chúng tôi đương nhiên là vì người đàn ông của cô ấy mà đến. Người đàn ông của cô ấy, nghe nói là có cô em gái nào đó bị người đàn ông của tôi chơi đùa chán đến mức đá đi rồi. Là ai vậy nhỉ? Được lắm Diệp Thành, chẳng trách anh kiêu ngạo như vậy. Hóa ra không chỉ dựa vào Hồng gia, mà còn có tiểu thư Yến gia này. Tôi đã nói rồi mà, Diệp Thành này chỉ là đồ bỏ đi thôi, làm sao có thể khiến Hồng gia cúi đầu. Thì ra sau lưng còn có Yến gia của Yến Kinh chống lưng. Diệp Thành, anh cũng chỉ là con chó bám váy phụ nữ thôi. Phim được dịch, Quyết Minh cô, và cô là cái thá gì chứ? Người đàn ông của tiểu thư nhà tôi không đến lượt cô đánh giá. Cô cái gì mà cô, đừng nói con chó ở Triệu gia. Mà cả Triệu gia các người, trong mắt tiểu thư chúng tôi, cũng chỉ là cóc ghẻ thôi. Đồ khốn kiếp, miệng lưỡi không xương. Nói chuyện có chừng mực chút đi. Yến gia các người cũng ghê gớm đấy. Dám nói Triệu gia chúng tôi là cóc ghẻ. Đó giờ, cô là người đầu tiên dám nói như thế đấy. Đúng là một lũ ách ngồi đáy giếng. Đây là quà gặp mặt mà tiểu thư nhà tôi tặng cho anh Diệp. Một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, trị giá 1 tỷ, 2 căn biệt thự ở Bình Giang và Yến Kinh, giá trị 10 tỷ, cổ phiếu tập đoàn Long Đằng, trị giá 100 tỷ. Cái gì? Quà gặp mặt thôi mà 100 tỷ? Những món quà này có thể tính ngang tài sản của các thế gia ở Bình Giang cộng lại. Lẽ nào đây thật sự là thế lực của Yến gia sao? Thế lực của một gia tộc mà bằng cả một thành phố sao? Chuyện này, đại tiểu thư, ý cô là sao? Gọi là Nhã Thanh đi. Không biết xấu hổ. Tiểu thư này là, cô ta là vị hôn thê cũ của tôi. Tôi muốn nhấn mạnh chút, tất cả những thứ này đều là những thứ mà Yến gia tôi không cần. Còn cô, chỉ là món đồ mà anh ấy chơi chán rồi bỏ vào sọt rác mà thôi. Cô, à đúng rồi, tôi đến đây để cướp hôn. Không ngờ là cô lại dễ dàng giao anh ấy lại cho tôi như vậy. Cảm ơn cô nhiều nha. Tiểu thư, tôi thấy cô ta từ khi tiểu thư đến, bất luận là phương diện nào đều không bằng một góc của cô. Tự biết vị trí của mình ở đâu đi. Cô dám xúc phạm tiểu thư nhà tôi như vậy. Cô Diệp Thành, hóa ra cô ta mới là chỗ dựa lớn nhất của anh. Liên quan gì đến cô? Diệp Thành, anh là một tên cặn bã, còn dám nói Triệu gia là do một tay anh đưa lên sao? Dự án biệt thự Bình Giang là do anh sắp xếp. Bây giờ xem ra anh chỉ là đồ hèn bám váy phụ nữ thôi. Anh ăn của Triệu gia, mặc của Triệu gia, bây giờ còn một chân đạp hai thuyền, đáng mặt đàn ông sao? Cô dám bất kính với anh Diệp xem. Cô biết tay tôi, tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Nếu cô tiếp tục lỗ mãng như thế, tôi cho cô bốc hơi khỏi thế giới này. Diệp Thành, lúc nãy tôi còn tự trách mình, có phải bản thân có mắt như mù không? Còn muốn cho anh thêm một cơ hội, nhưng anh khiến tôi thật sự thất vọng. Tôi thật sự hy vọng anh có thể tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, có thể dựa vào thế lực của mình khiến Hồng gia cúi mình trước anh, khiêu khích tất cả thế gia ở Bình Giang đối đầu với anh. Tôi thà có mắt như mù không thấy Thái Sơn. Bây giờ tôi cảm thấy anh thật sự ghê tởm, ngay cả đạo đức cơ bản nhất anh cũng không có. Anh vì sĩ diện của mình mà phản bội tôi, gian díu với người phụ nữ khác. Nói xong chưa? Phải. Tối nay anh rất vẻ vang, làm bề mặt hết tất cả mọi người, hả hê lắm sao? Tất cả những thứ này cuối cùng cũng không thuộc về anh đâu. Hôm nay anh bị Triệu gia tôi đuổi, ngày mai sẽ bị Yến gia đuổi ra ngoài. Cuối cùng anh chẳng có gì cả. Những thứ bây giờ anh có, sau này cũng đều mất hết thôi. Đàn ông chỉ biết núp sau lưng phụ nữ, cả đời chỉ là đồ vô dụng. Triệu An Nhiên ơi là Triệu An Nhiên, hôm nay Triệu gia các người quả thật là khiến tôi mở mang tầm mắt. Cô nên nhớ, hôm nay là tôi bỏ cô, từ nay về sau coi như người xa lạ. Yến đại tiểu thư, cô thấy chưa? Tôi chỉ mong mắt cô sáng, đừng để bị lừa bởi những lời ngon ngọt của anh ta. Triệu đại tiểu thư, cô sao? Chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp, đáng thương mà thôi. Tôi nghĩ cô bây giờ rất thất vọng. Sau tất cả, người đàn ông mà cô bỏ rơi, tìm được một người tốt hơn cô hàng vạn lần. Cô phải biết, cô chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, một người tầm thường, năng lực thấp kém. Mà thân phận của Diệp Thành nhà tôi là thứ mà cô mãi mãi cũng không sánh đến được. Diệp Thành anh ta chẳng qua là con chó canh nhà cho Triệu gia thôi. Anh ta có thể có thân phận gì chứ? Chẳng qua cô thấy anh ta có chút nhan sắc, muốn giành với tiểu thư nhà tôi. Cô dám nói thêm một câu nữa thì coi chừng cái lưỡi của cô đấy.
cô. Triệu đại tiểu thư, cô có thể quen được anh Diệp Thành là phúc ba đời của cô. Nhưng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cô không hề biết anh ấy là ai sao? Một người chỉ biết bám váy phụ nữ, không xứng để Triệu An Nhiên tôi tìm hiểu. Vậy hy vọng sau này cô không hối hận. Anh ta là cái thá gì mà tôi phải hối hận chứ? Ngược lại là cô, Yến đại tiểu thư, mong cô mở to mắt nhìn, đừng để anh ta khiến cô thấy kinh tởm. Cô phải biết một điều là cô không đủ tư cách để lên mặt dạy tôi đâu. Các vị có mặt ở đây, nếu dám động vào người đàn ông của Yến Nhã Thanh tôi, thì kể từ giây phút đó, tất cả thế gia đó đều là kẻ thù của Yến gia tôi. Tiểu thư đây đừng quên, đây là Bình Giang, không phải là Yến Kinh nhà cô. Cách đây ngàn dặm, ở đây không đến lượt cô hôn mưa gọi gió. Đúng vậy, chỉ cần chúng tôi đồng lòng với nhau, dù cô có hùng hổ tới đâu, chúng tôi cũng không sợ. Đúng là không biết trời cao đất dày, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Cô còn nhỏ tuổi, các thế gia ở Bình Giang này không dễ bị bắt nạt đâu. Tôi khuyên cô nên biết tốt xấu đi. Trong vòng 3 phút, tôi muốn tất cả thế gia ở hội trường này phá sản hết. Này, còn có chuyện 3 phút mà muốn diệt hết thế gia chúng tôi ư? Tôi nói này Diệp Thành, anh tìm đâu ra cô diễn viên diễn xuất cũng được đó? Đúng vậy. Này người đẹp, cô và tên Diệp Thành này có kẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, hoa nhài cắm bãi cướp châu, cũng mạnh miệng lắm, còn muốn thanh trừng hết tất cả thế gia ở hội trường này, danh con như cô không đủ tư cách. Alo, cái gì? Cậu nói gì? Nguyễn gia phá sản rồi. Cái gì? Tất cả công ty con đều vi phạm hợp đồng, rút toàn bộ vốn công ty mẹ. Chuyện này không thể nào. Alo, Tôn gia, sao có thể chứ? Anh nói cái gì? Con trai, sao mọi người đều cuống lên hết vậy? Mẹ à, Triệu gia chúng ta xong rồi. Toàn bộ thế gia ở Bình Giang đều sắp phá sản hết rồi. Mẹ, mẹ. Chà, cũng thú vị đó. Một đám có mắt như mù, cho các người cơ hội lớn như vậy, các người cũng không biết nắm bắt. Các vị ở đây, chúng ta không còn đường lui nữa. Không bằng chúng ta cùng nhau bắt giữ cô gái này. Thứ nhất, chúng ta có thể uy hiếp Yến gia. Thứ hai, cô gái này cũng quyến rũ. Tôi tin mọi người ở đây chưa từng thử qua. Các người điên hết rồi phải không? Tôi là đại tiểu thư của Yến gia. Các người có biết các người đang làm gì không? Đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Tôi chẳng qua chỉ là tìm lối thoát cho mọi người mà thôi. Vốn dĩ các người còn cơ hội, đáng tiếc thay lại muốn chọn con đường xuống địa ngục. Cầm miệng, một lát nữa tôi sẽ tiễn cô đi trước. Ông, các người có biết đang nói chuyện với ai không? Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bây giờ tất cả chúng ta hợp tác cùng nhau, Thành Long Điện Vương nên đổi chủ rồi. Triệu Dương Huy, anh cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Người đâu? Có. Yên tâm, tôi có thể xử lý được. Nơi này tôi nhất định sẽ không làm em thất vọng. Diệp Thành, đến bây giờ anh vẫn giả vờ được à? Người đâu? Lên. Tôi nhất định phải có được anh. Một đám vô dụng. Anh, rốt cuộc anh là ai? Hạng tôm tép mà cũng đòi biết thân phận của tôi. Anh, bái kiến Diệp Đế Sư. Bái kiến Diệp Đế Sư. Diệp Đế Sư vạn tuế. Anh là Đế Sư? Đế Sư? Diệp Đế Sư sao? Anh là Diệp Đế Sư. Nghe đồn Chu Hùng bị Diệp Đế Sư trách phạt, từ một người vô danh chỉ trong vòng 1 tháng trở thành người được tất cả tôn kính. Hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi nhà họ Triệu, hắn làm sao có thể là Diệp Đế Sư? Anh thật sự là Diệp Đế Sư sao?
Ngay tại đây, thọ lễ mà tôi mang đến, có ai tin là thật? Tôi nói Triệu Gia dựa vào tôi để tồn tại cho đến hôm nay. Tôi nói rằng dự án chục tỷ đó là do một tay tôi điều hành. Tôi nói Cố Gia muốn tiêu diệt tôi cũng không đủ tư cách. Tôi nói Thanh Long Điện Chủ cũng chỉ có thể là quân thần của tôi. Tôi nói tất cả những thế gia bị phân tán tài sản có thể giành được một cơ hội sống. Các người có ai tin không? Bây giờ đều thấy cả rồi, vẫn không tin đúng không? Đây là điều anh muốn đúng không? Cô sai rồi. Là do cô không biết trân trọng. Đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Tôi đã cho các người vô số cơ hội, các người lại liên tục khiêu khích tôi. Được thôi, kể từ bây giờ tất cả thế gia đều có thể biến mất khỏi cuộc đời này. Cố tộc trưởng, ông mau nghĩ cách đi. Phải làm sao đây? Đừng gọi tôi là tộc trưởng nữa. Từ giờ đã không còn Cố Gia nữa rồi. Làm sao có thể như vậy? Sao lại thế được chứ? Nhà Triệu chúng tôi chỉ còn một bước nữa là trở thành gia tộc đứng đầu rồi. Diệp Thành, xã hội có luật pháp. Tôi hy vọng anh không gây rắc rối. Nếu không tôi sẽ để anh phải ngồi tù cả đời. Muốn giảng về luật pháp cho tôi à? Được thôi, các người đều đòi đánh tôi, đe dọa tôi, mong được tiễn tôi xuống địa ngục. Vậy các người đáng tội gì? Bằng chứng đâu? Lời nói của anh tôi cảm thấy không thể tin được. Muốn chứng cứ đúng không? Từ hôm nay, Diệp Thành bị Triệu Gia từ mặt, xóa bỏ hôn ước với An Nhiên. Diệp Thành chỉ là một con chó canh cửa của Triệu Gia. Anh chạy không thoát đâu. Tôi sẽ sửa anh như sửa gà sửa vịt. Cả đời này anh chỉ là đồ bỏ đi. Anh hôm nay buộc phải bỏ mạng tại đây. Bây giờ quỳ xuống cầu xin đi. Triệu Gia tôi sẽ thương tình cho cậu sống vui vẻ. Giờ các người còn gì để nói không? Vậy thì sao? Cùng lắm là mất hết. Cậu nghĩ hôm nay cậu có thể sống sót ra khỏi đây không? Được. Vậy thì tất cả quỳ xuống. Luôn có người tự cho mình là đúng, muốn phá vỡ quy tắc, muốn quyết định luật. Mà tôi mới là người tạo ra luật lệ quy tắc, đã từng có cơ hội bày ra trước mặt các người, nhưng các người lại không biết trân trọng. Bây giờ tất cả những người có mặt ở đây, xóa bỏ khỏi Bình Giang. Chu Hùng tuân lệnh, chắc chắn sẽ không làm đế sư thất vọng. Xin tuân theo pháp lệnh của đế sư, nhất định không để cho đế sư thất vọng. Không phải mình yêu anh ta chứ? Cô Yến, hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi giải vây. Tôi tùy cơ ứng biến thôi. Không ngờ anh lại thật sự là đế sư. Chỉ là tôi không chịu được khi thấy họ bắt nạt người khác, nên là tôi rất nghiêm túc đó. Sao không muốn nhận công vậy? Cảm ơn vì đã cứu tôi hai lần. Bọn họ lại dám làm chuyện như vậy. À, anh Diệp, tiểu thư nhà chúng tôi mỗi ngày đều nhắc đến anh. Đây không phải là vừa làm chuyện tốt thì được đền đáp ngay sao? Cô nhiều chuyện thế, không cẩn thận về nhà tôi tính sổ cô đấy. Còn không cho tôi nói. Cô Yến, lần này cô cố tình đến tìm tôi, chắc là không chỉ vì trả nợ ân tình. Đúng là không giấu được anh Diệp. Thật ra Nhã Thanh có một chuyện muốn nhờ anh. Cô cứ nói không cần ngại. Chuyện anh cứu tôi trước đây, mặc dù anh đã từng nói anh chỉ dùng một cây kim bạc là có thể kéo tôi trở về từ cõi chết. Y thuật của anh nhất định rất cao siêu, nên tôi muốn cầu xin anh cứu ông nội tôi. Chuyện này, chỉ cần anh cứu được ông nội tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Này cô à, tôi không có ý đó. Xin lỗi anh. Được rồi, cứ xem tình hình của ông cô trước đã. Đi thôi Thư Nhiên. Nhà hàng Thanh Long.
Có chuyện gì vậy? Anh Thành, không sao, chỉ là bỗng dưng có nhiều cảm xúc thôi. Đúng rồi, hai ngày vừa qua, ông nội đã dùng thuốc thần. Với lại, người giỏi y nhất Yến Kinh bây giờ cũng đang chữa bệnh cho ông. Hay là trước khi về, chúng ta ghé ăn gì đó, nhưng thuốc đó không có tác dụng với bệnh của ông nội sao? Chỉ có thể tạm thời làm ổn định bệnh tình của ông nội, nhưng không có chuyển biến gì cả. Vậy sao? Xem ra, bệnh tình của ông lão này cũng không nhẹ. Tôi đã đặt chỗ rồi. Tôi đói lắm rồi. Đi thôi. Mời cô Yến vào bên trong. Mở cho tôi một phòng hạng sang. Tôi muốn cùng người đẹp dùng bữa. Xin lỗi anh. Phòng hạng sang của chúng tôi hôm nay đã được đặt trước hết rồi. Thật sự xin lỗi anh. Hết chỗ thì sao? Cô lấy cho chúng tôi một chỗ là được rồi. Cô có biết người đứng trước mặt cô là ai không? Xin lỗi cô, nhưng người đến nhà hàng Thanh Long chúng tôi là người chúng tôi không thể đắc tội. Cái gì? Còn có người mà tôi không thể đắc tội sao? Người ở phòng tiên cảnh 1 là ai? Là Long chủ của Long Quốc đang ăn tối. Phòng 2 thì sao? Yến Kinh đang tiếp đãi khách mời. Tôi không tin. Phòng 3 thì sao? Phòng đó có hai người thanh niên. Họ là hội viên của nhà hàng Thanh Long chúng tôi. Hạng Kim Cương. Hội viên Kim Cương gì chứ? Cô đưa tôi và bảo bối của tôi đến phòng đó. Nghe chưa? Thiếu gia, chúng tôi thật sự xin lỗi. Cút đi. Nếu không thì cô gọi chủ ra đây. Mau cút ra ngoài. Phòng này bây giờ là của chúng tôi. Nơi này chúng tôi đã đặt trước. Dựa vào đâu mà nhường lại cho anh? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không quan tâm mấy người là ai. Xin đừng làm phiền tôi. Và anh Thành đang dùng bữa. Tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là đại tiểu thư của Yến gia. Không ngờ Yến gia lại tìm đâu được một tên nông dân quê mùa để bầu bạn. Anh, hay là như này. Đại tiểu thư Yến gia, chỉ cần tối nay cô phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ cân nhắc việc giúp đỡ Yến gia. Đồ vô liêm sỉ. Có thể nhận được sự ưu ái của Kim thiếu gia đã là phúc của cô rồi. Ông nội của cô sắp trầu trời rồi. Sao còn kiêu ngạo như vậy? Để cô ngủ với tôi một đêm là tôi đã cho cô một cơ hội. Tôi cho cô thể diện mà cô không cần sao? Nếu dám động đến cô ấy, tôi sẽ khiến anh không thể làm đàn ông. Cô Ina, nếu thiếu tiền cô cứ nói với tôi nhé. Anh ta đưa cô bao nhiêu, tôi sẽ cho cô gấp 10 lần. Kim thiếu gia, anh ổn chứ? Nói thêm nửa câu nữa, tôi sẽ cho anh không thể làm đàn ông được nữa. Thảo nào kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có võ. Anh dám đánh Kim thiếu gia sao? Anh chán sống rồi à? Chuyện nhỏ ấy mà, tôi muốn đánh thì đánh. Đồ ngu dốt, tôi muốn biết là ai dám làm loạn ở đây. Giám đốc Vương, nhà hàng Thanh Long này từ khi nào lại xuống cấp như vậy? Đến con chó hoang cũng có thể đến. Đây không phải là Kim thiếu gia, thành viên mới của đội đặc chiến Thanh Long sao? Sau này chúng ta là người một nhà, mong anh sẽ giúp đỡ chúng tôi. Út, ai là người nhà với anh? Tôi bị người ta leo lên đầu đây này. Cái gì chứ? Là ai dám vanh váo với Kim thiếu gia? Là ai? Kéo tên đó lại đây. Giám đốc Vương, người này là do tiểu thư Yến gia đưa đến. Yến gia sao? Yến gia cái gì chứ? Ông nội cô sắp đi rồi, sắp không còn quyền lực nữa. Thật là vừa mới làm ăn lên đã vội quên ơn người giúp đỡ sao? Bao nhiêu năm nay không ai dám hành động lỗ mãng ở nhà hàng Thanh Long này. Xem ra là anh đã sớm quên quyền thế của Thanh Long ta rồi. Đợi tới đại chiến thần đến, anh sẽ không còn cơ hội sống đâu. Kim thiếu gia, buông ra. Anh dám làm loạn à? Tứ đại chiến thần nhất định sẽ phân thây anh ra thành trăm mảnh. Đừng nói đến tứ đại chiến thần, dù họ dẫn cả một đội quân đến thì cũng phải cúi đầu trước tôi. Thả người ra, nếu không sẽ giết không tha. Anh chán sống rồi. Người đẹp à, vẫn chưa biết ai đúng ai sai mà cô đã ra tay với tôi. Thống đốc của các người dạy cô hành sự như vậy sao? Anh là cái thá gì? Anh không có tuổi để hỏi tôi. Rút kiếm. Người này không đơn giản. Nếu thật sự là tà tu, vậy chính hắn có thể kích động lão già đó. Tôi vừa mới tỉ thí với hắn. Long bảo kiếm ngài ban cho tôi bị hắn đánh gãy rồi.
Người có võ công như vậy, không chỉ là người tà môn, mà nội lực cũng thâm sâu khó dò. Thống đốc đại nhân, tên xấu xa phản quốc mưu danh như hắn còn nói, ngay cả khi ngài đến, cũng phải cúi đầu trước hắn. Thật là một kẻ kiêu ngạo. Một phút, anh có ý gì? Gọi điện thoại cho lão già Gia Cát, bảo ông ta phải đến gặp tôi trong vòng một phút, nếu không thì tự chịu hậu quả. Lão già Gia Cát Thanh Sơn, sao anh biết tên sư phụ tôi? Anh gọi đi rồi biết. Nhóc con, đã dặn con nếu không có gì thì đừng làm phiền ta rồi. Sư phụ, ở đây có một người. Hắn nói, trong vòng một phút, sư phụ phải đến gặp hắn, nếu không, phải tự chịu hậu quả. Thú vị đấy. Để tôi xem, là ai muốn gặp tôi? Bái kiến giáo quan. Bái kiến tổng giáo quan. Lão già Gia Cát. Lão già kia, nếu ông dám chạy, tôi sẽ đến Thanh Long Điện cắt hết râu của ông. Gia Cát Thanh Sơn, bái kiến Diệp Đế Sư. Sư phụ, người còn ngơ ra đó làm gì? Đừng để ông già này đánh con. Còn không mau bái kiến Diệp Đế Sư. Diệp Đế Sư, sao lần này quay về anh không nói với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị đón ngài từ xa đến. Lão già Gia Cát, nhà hàng tệ hại này của ông còn muốn bắt tôi làm chó canh cửa. Không chỉ vậy, tên lính mới của ông, hắn còn dọa tiêu diệt cả nhà tôi. Diệp Đế Sư, chờ tôi xử lý chuyện này xong, nhất định sẽ thỉnh tội với ngài. Hôm nay tôi có việc bận, ông tự xử lý đi. Vâng. Bao giờ về tôi sẽ tính sổ với ông. Vâng. Thằng danh con, hai người suýt chút nữa đã làm mất cái mạng già này của ta rồi. Sư phụ, rốt cuộc hắn là ai? Sao người lại hành động như vậy? Nếu không nhờ đế sư thủ hạ lưu tình, thì cậu đã thành phế nhân rồi. Hắn ta, ngày ấy chỉ đơn thuần chỉ điểm cho ta một vài điều, đã giúp ta có được thành tựu như hôm nay. Mà những điều ta học được cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Ngài ấy là sự tồn tại, được mọi người tôn kính ở giới cổ thuật. Còn nhớ, lúc trước, lúc tứ đại chiến thần trở về trong cảnh thất bại thảm hại không? Chẳng lẽ, đúng vậy, tứ đại chiến thần liên thủ tấn công, mà đế sư chỉ dùng một chiêu, đã khiến bọn họ trọng thương. Cho dù ta và tứ đại chiến thần cùng nhau kết hợp, cũng không thể đánh bại được nửa chiêu thức của đế sư. Đây, đám danh con tụi bây, còn không chịu cút đi nhận hình phạt. Kim Hào Kiệt, Giám Đốc Vương, hai người không tuân theo cung quy. Để ngăn chặn các người làm điều ác trong tương lai, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha. Trước tiên cắt bỏ kinh mạch, bẻ gãy xương cốt, đuổi khỏi Thanh Long Điện. Lão già này, bên trong, không sao đâu, chuyện vừa rồi làm cô sợ rồi. Chúng ta đi thôi. Được.